Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Kumon Kapramatta Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road East, Kapramatta, New South Wales 2166. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, Tổng nha thống kê ABS ngày hôm qua đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về tuổi thọ của cư dân Úc cũng như lợi tích trung bình đầu người tại Úc. Ngoài ra, thống kê của ABS cũng cho thấy đời sống đắt đỏ là nguyên nhân chính khiến cư dân Úc không dám lấy ngày nghỉ thường niên, ảnh hưởng tai hại đến sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022 của Việt Face TV. Dữ liệu nhân sinh, tuổi thọ tại Úc gia tăng theo Tổng nha thống kê ABS. Theo kết quả của kiểm tra dân số năm 2021, thì tuổi thọ tại Úc đã gia tăng và đây là tình trạng mà một số nhỏ các nước điều này đã xảy ra trong khoảng thời gian của đại dịch COVID-19. Trong năm nay, tuổi thọ của nam giới là 81 tuổi 3 tháng, trong khi của nữ giới là 85 tuổi 8 tháng. Con số tương đương trong năm 2020 là 81 tuổi 2 tháng và 85 tuổi 3 tháng. Trong khi hồi năm 2019 thì con số tương đương là 80 tuổi 9 tháng cho nam giới và 85 tuổi cho nữ giới. Nếu chúng ta trở lại trong 30 năm trước đây, tức là vào năm 1990, thì tuổi thọ nam giới chỉ là 74 tuổi 4 tháng và của nữ giới là 80 tuổi 3 tháng, tức là gia tăng rất rõ rệt. Như vậy là theo dự phóng của Liên Hợp Quốc thì tuổi thọ tại Úc cao hàng thứ 3 trên thế giới, chỉ đứng sau Monaco và Nhật Bản. So với tuổi thọ trung bình trên toàn thế giới, theo tài liệu của Liên Hợp Quốc, thì nam giới tại Úc sống lâu hơn 11 năm 9 tháng và nữ giới tại Úc sống lâu hơn 10 năm 6 tháng. Trong khi đó, thì tuổi thọ trung bình theo thống kê của Liên Hợp Quốc là 69 tuổi 4 tháng cho nam giới và 74 tuổi 8 tháng cho phụ nữ. Về mặt chi tiết, thì tại Úc, cư dân tại lãnh thổ ACT sống lâu nhất, trung bình là 82 tuổi 7 tháng cho nam giới và 86 tuổi 3 tháng cho nữ giới. Tây Úc đứng hàng thứ nhì với 84 năm 7 tháng cho nam giới và 85 tuổi 9 tháng cho phụ nữ. Con số tương đương tại Victoria là 81.7 và 85.7. Tại New South Wales là 81.4 và 85.4. Tại Nam Úc là 81 và 85.3. Tại Queensland là 80.9 và 85.1. Và tại Tasmania là 80.3 và 84.4. Tuổi thọ thấp nhất tại Úc là tại lãnh thổ Bắc Úc, tức là 76 tuổi 3 tháng cho nam giới và 81 tuổi cho phụ nữ. Dữ kiện nhân sinh, lợi tức trung bình của cư dân là bao nhiêu theo ABS? Theo dữ liệu vừa được Tổng nha thống kê ABS phổ biến, thì trong năm 2019-2022, lợi tức trung bình của cư dân Úc là 53.338 đô la một năm, tức là gia tăng được 1.8% so với một năm trước đó. Tại các tiểu bang và lãnh thổ, lợi tức cao nhất là tại ACT ở mức 68.325 đô la, trong khi mức lợi tức thấp nhất là tại Tasmania với 47.407 đô la. Tính trên căn bản hội đồng hành chính địa phương thì lợi tức cao nhất là tại Ashburton ở Tây Úc với 99.376 đô la, thứ nhì là Rossby Downs ở Nam Úc với 98.955 đô la.
Tại New South Wales, các khu vực hành chính có thu nhập cao nhất là Woollahra là 81.096 đô la, North Sydney là 80.266 đô la, Mosman là 78.073 đô la và Lenscombe là 74.773 đô la. Tại Victoria, khu vực Yarra có thu nhập cao nhất là 69.025 đô la, kế đến là Stonington, Port Phillip và Bayside lần lượt ở mức 468.889 đô la, 65.804 đô la và 64.459 đô la. Lương bổng làm việc là nguồn lợi tức chính của 77.5% cư dân và nguồn tài chính lớn hàng thứ nhì là các quỹ hưu bổng. Tại sao 12 triệu công nhân viên chức tại Úc tỏ ra do dự khi nghỉ hưu? Nhiều thập niên trước đây, tuổi nghỉ hưu chính thức tại Úc là 65 tuổi cho nam giới, nhưng luật lệ đã thay đổi và hiện nay không có quy định về tuổi nghỉ hưu chính thức. Vì vậy, công nhân viên chức vẫn có thể tiếp tục làm việc sau 65 tuổi. Tuy nhiên, gần đây, công ty Pfizer đã mở một cuộc thăm dò bao gồm 1.057 công nhân viên chức. Kết quả là 3 trong số 5 người, tức là 62%, tương đương 12 triệu công nhân viên chức, đã rất do dự trong vấn đề nghỉ hưu vì lý do họ tin rằng họ sẽ không đủ thu nhập để có thể có được cuộc sống thoải mái sau khi nghỉ việc. Đặc biệt là trong số này có 28% nghĩ rằng họ không có đủ tiền hưu để nghỉ việc, trong khi chỉ có 18% thì cho rằng họ có đủ tiền hưu bổng để nghỉ việc một cách thoải mái. Thông thường thì người ta thường nghỉ việc khi bước sang tuổi 65, nhưng hiện nay do đời sống đắt đỏ nên nhiều người khi nghỉ hưu sẽ không đủ tài chính để sinh sống. Trong bối cảnh này thì 26% nam giới tin tưởng họ có đủ khả năng tài chính để nghỉ việc, trong khi với nữ giới con số này chỉ là 11%. Bởi lý do ấy mà việc đầu tư vào quỹ hưu bổng là một phần quan trọng trong kế hoạch nghỉ hưu. Lời khuyên là nếu ai có nhiều tài khoản hưu bổng thì nên gom lại một chương mục để có thể kiểm soát dễ dàng. Ngoài ra, chính phủ còn có chương trình cho phép công nhân viên chức bỏ thêm tiền vào quỹ hưu bổng sau phần đóng góp của chủ nhân là 10% tiền lương. Tại sao công nhân viên chức tại Úc do dự trong việc nghỉ thường niên? Các cuộc thăm dò cho thấy rằng hàng ngàn công nhân viên chức Úc đã rất do dự khi phải lấy ngày nghỉ thường niên. Một trong số 4 người, tức là 25% những người thợ, khi được hỏi ý kiến đã nói rằng họ không hề lấy ngày nghỉ trong năm qua, hoặc nếu nghỉ thì chỉ nghỉ một tuần. Trong khi đó thì 40% nói rằng họ chỉ nghỉ một ngày. Lý do chính là vì họ e ngại là trong thời gian nghỉ công việc sẽ giảm hạ hoặc sinh hoạt kinh tế có thể bị gián đoạn. Một chuyên viên tâm lý học tiến sĩ Amantha Imber nói rằng việc nghỉ thường niên là quan trọng vì nếu không nghỉ ngơi thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Tiến sĩ Imber nói rằng tiếp tục làm việc cho đến khi bị kiệt sức là rất tốn kém về phương diện sức khỏe cũng như có thể là bối cảnh tạo ra nhiều lầm lỗi. Theo một công ty thăm dò khác là Elmo thì khoảng 75% công nhân viên chức tại Úc đã không lấy ngày nghỉ thường niên bởi lý do đời sống đắt đỏ và đòi hỏi của công việc. Theo các cuộc thăm dò thì những ngày nghỉ thẳng dư của công nhân trung bình là 23 ngày. Trong thành phần trẻ thì họ thường lấy hết ngày nghỉ, ngược lại thành phần lớn tuổi thì ít khi lấy ngày nghỉ nên số ngày nghỉ thường gia tăng. Hậu bầu cử, công việc mới của cựu nghị sĩ Christina Kennedy. Hầu hết các dân biểu và nghị sĩ đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 21 tháng 5 vừa qua đều phải tìm công ăn việc làm mới, kể cả cựu bộ trưởng ngân khố George Frydenberg ở Melbourne và cựu nghị sĩ kiêm thủ hiến lao động tại New South Wales bà Christina Kennedy, sau khi bà Kennedy đã thất bại tại đơn vị Fowler ở Tây Nam Sydney. Sau thời gian im lặng sau thất bại tại đơn vị Fowler, hôm qua bà Kennedy loan báo đã được bổ nhiệm là giám đốc điều hành của tổ chức Sydney Children Hospital Foundation, tức là cơ sở yểm trợ cho Bệnh viện Nhi đồng Sydney. Bà Kennedy nói rằng bà rất hài lòng gia nhập vào tổ chức này để có thể đóng góp tích cực vào việc chăm sóc sức khỏe trẻ em. Ông Peter Reid, cựu bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ Howard, từ trần ở tuổi 72. Một nhân vật kỳ cựu của đảng tự do đã nhiều lần giữ chức vụ bộ trưởng, kể cả bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ John Howard, đó là ông Peter Reid đã từ trần hôm qua ở tuổi 72. Hôm qua, lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã ca ngợi di sản mà ông Peter Reid đã để lại. Đồng thời, ông Peter Dutton cũng nói rằng, trong thời gian giữ nhiều chức vụ bộ trưởng, ông Peter Reid đã chống lại các hoạt động quá khích của phong trào nghiệp đoàn để mở rộng sinh hoạt của các bến cảng, đem lại nhiều phúc lợi cho nền kinh tế Úc. Cũng theo lời ông Peter Dutton, thì cựu bộ trưởng Peter Reid cũng là người đã đem lại nhiều cải tổ trong quan hệ chủ thợ. Trong suốt 10 năm phục vụ tại Quốc hội, ông Peter Reid là thành viên quan trọng trong Liên đảng Tự do Quốc gia khi ở thế chính quyền cũng như khi ở thế đối lập. Ông Peter Reid cũng từng là phó lãnh tụ của Đảng Tự do kể từ tháng 4 năm 1990 đến tháng 3 năm 1993. Bang giao Úc Pháp tiết lộ số tiền Canberra phải trả khi hủy mua tàu ngầm của Pháp. Nước Úc dự kiến mất thêm 381 triệu đô la hủy thương vụ mua tàu ngầm của Pháp sau khi chấp nhận bồi thường cho phía Paris hơn nửa tỷ đô la.
Theo hãng tin RT, thì giới chức Úc đang ước tính nước Úc sẽ mất thêm khoảng 381 triệu đô la sau khi hủy thương vụ mua tàu ngầm của Pháp hồi năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 6, chính phủ Úc đã đồng ý bồi thường cho tập đoàn Naval của Pháp số tiền lên đến 540 triệu đô la vì đã hủy thương vụ đóng tàu ngầm với công ty này. Doanh nghiệp hạ tầng hải quân Úc Châu gọi tắt là ANI và tập đoàn tàu ngầm ASC đã thông báo lên Thượng viện về khoản chi phí 381 triệu đô la. Số tiền này bao gồm 193 triệu tài sản của dự án phát triển Osborne North, một cơ sở hải quân ANI xây cho các tàu ngầm Pháp. Trong khi đó, người đứng đầu tập đoàn ASC cho biết chi phí thuê công nhân từ chương trình bị hủy bỏ dự kiến sẽ tiêu tốn 187 triệu trong 3 năm. Nhắc lại là vào năm ngoái, chính phủ Morrison đã bất ngờ thông báo hủy bỏ hợp đồng ký năm 2016 về việc mua 12 tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel do tập đoàn Naval Group của Pháp sản xuất. Cùng thời điểm đó, ông Morrison cũng tiết lộ liên minh AUKUS giữa Úc, Mỹ và Anh. Ngoài ra, Úc Châu cũng sẽ mua 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ hoặc Anh nhằm tạo ra sự thay đổi lớn về năng lực quốc phòng. Theo thỏa thuận, Mỹ và Anh sẽ cung cấp công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân cho nước Úc. Thỏa thuận này đã đưa Úc Châu trở thành nước thứ hai được tiếp cận công nghệ của Mỹ để đóng tàu ngầm hạt nhân sau khi Anh được tiếp cận công nghệ này vào năm 1958. Động thái của Canberra khi đó đã vấp phải phản ứng gay gắt của Paris. Pháp đã triệu hồi đại sứ và Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng chính quyền của cựu Thủ tướng Scott Morrison đã nói không trung thực về hợp đồng. Bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, chi tiết cần biết. Ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức tại Mỹ là thứ Ba ngày 8 tháng 11, tức là thứ Tư ngày 9 tháng 11 tại Úc. Tuy vậy, số người bỏ phiếu sớm lần này rất cao. Theo nguồn tin Reuters, đã có trên 40 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm và phần còn lại sẽ bỏ phiếu vào hôm nay thứ Ba ngày 8 tháng 11. Trong cuộc bầu cử này, cử tri Mỹ sẽ chọn 35 nghị sĩ Thượng viện trong tổng số 100 nghị sĩ tại chức. Tuy nhiên, tất cả 45 dân biểu Hạ viện đều phải tranh cử trở lại vì nhiệm kỳ dân biểu tại Mỹ chỉ là 2 năm. Ngoài ra, cử tri cũng sẽ bầu chọn 36 thống đốc tại 36 tiểu bang. Mặc dù Tổng thống không có tên trong danh sách ứng cử, nhưng bầu cử giữa nhiệm kỳ thường có ảnh hưởng rất lớn cho 2 năm còn lại của Tổng thống. Ngoài ra, cuộc bầu cử này cũng đặc biệt quan trọng đối với Tổng thống Joe Biden vì các cuộc thăm dò cho thấy Đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát được Hạ viện. Bởi lý do ấy mà về phía Đảng Dân Chủ, Tổng thống Biden và hai cựu Tổng thống Obama và Clinton đã tích cực tham gia vào các cuộc vận động tranh cử, đặc biệt là các tiểu bang chiến trường. Trong khi đó, về phía Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã tích cực vận động tại các tiểu bang chiến trường, kể cả Ohio, với hy vọng là sẽ lấy đà tiến để mở đường cho cuộc vận động tranh cử vào năm 2024. Ông Donald Trump cũng đã nhiều lần úp mở là ông sẽ trở lại tranh cử vào năm 2024. Hiện nay tại Hạ viện cũng như Thượng viện, Đảng Dân Chủ đều đang có đa số và do đó đang kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, nhưng điều này có thể thay đổi sau ngày hôm nay. Hội nghị biến đổi khí hậu COP27, chính sách không thể thi hành nếu không có hòa bình, theo Tổng thống Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP27 đã bắt đầu tại Ai Cập vào Chủ nhật vừa qua, và hôm qua, một trong những lãnh tụ được cơ hội đọc diễn văn đầu tiên có cả Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Qua phương tiện trên mạng và xuất hiện trong trang phục nhà binh như thường lệ, ông Zelensky đã mô tả ảnh hưởng của cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine về phương diện cung ứng năng lượng, thực phẩm và ảnh hưởng tai hại đối với môi trường tại Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky, thì cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine đã gây trở ngại cho chương trình chống đối hậu quả của biến đổi khí hậu. Trong cốt lõi, Tổng thống Zelensky nói rằng thế giới này sẽ không có chính sách chống biến đổi khí hậu một cách hiệu quả nếu không có hòa bình. Một cách cụ thể là trong cuộc chiến xâm lăng này, quân đội Nga đã hủy diệt rất nhiều rừng rậm của Ukraine. Ngoài ra, thì ông Zelensky cũng nói rằng có nhiều lãnh tụ chỉ nói suông mà không hề thực hiện cam kết. Tuy nhiên, ông không nêu đích danh những lãnh tụ này là ai. Nhắc lại là hội nghị thường niên COP27 sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 11 và trưởng phái đoàn của Úc là Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Chris Bowen. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.